Chào tất cả mọi người. Như Đức thấy thì hầu hết những bạn mà ngồi hôm nay thì đều là những cái bạn mà trong độ tuổi là Z generation. Thì đó có nghĩa là trong một vài năm nữa thôi thì các bạn phải trưởng thành, phải có công việc ổn định, xong rồi phải lập gia đình, vân 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 vân, rất là nhiều thứ phải lo. Và với cái cuộc cách mạng 4.0 thì chúng ta sẽ thấy là các bạn sẽ rất là khổ sở để có thể tồn tại và cạnh tranh với lại là những bạn trẻ khác, đúng không ạ? Và cách duy nhất để các bạn có thể là làm được điều đó, đó là các bạn phải tạo ra những cái giá trị mới và đưa cái cách nhìn khác biệt của mình vào trong những cái sản phẩm của mình hoặc là vào trong công việc của mình. Và để mà làm được điều đó thì mình cần phải thấy được những thứ mà người khác không nhìn thấy được, hoặc mình cần phải thấy những thứ mà mắt của mình không thấy được. Và đó sẽ là cái buổi chia sẻ, cái nội dung mà Đức muốn chia sẻ ngày hôm nay. Xin mời mọi người cùng hướng lên màn hình và trả lời nhanh, như là con gì ạ? Con gà hay con vịt ạ? Thực tế là đây không phải con gì hết. Tất nhiên là cái ví dụ ban đầu của Đức thì nó hàn lâm hơn, đó là nếu như mà trả lời nhanh sau cái vòng tròn này là cái gì thì hầu hết tất cả mọi người nếu như không có thời gian suy nghĩ thì sẽ trả lời ngay đây là hình tứ giác. Nhưng thực tế là đằng sau vòng tròn này sẽ có thể là cả hàng trăm, hàng nghìn những cái loại hình khác nhau, đúng không ạ? Và cơ chế hoạt động của cơ thể mình đó là cái não bộ của mình thường thường hay tin vào những cái gì mà mắt có thể thấy được, và chúng ta không tin vào những cái gì mà mắt không nhìn thấy được. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể là nhìn thấy những cái gì mà mắt của mình không nhìn thấy được, cũng hồi chỉ là mắt của người khác cũng không nhìn thấy được. Rồi, vậy thì công việc hiện tại của Đức đó là photographer, và Đức đã chụp được hơn 10 năm rồi. Vậy thì xin mời mọi người cùng xem sơ một vài cái bức hình của Đức. Rồi, vậy thì công việc của Đức là cái gì? Là hàng ngày, hàng giờ mình đều phải tạo ra những cái bức hình mới, hoặc là mình phải đem đến một cái cảm giác mới cho người xem đối với lại là những cái bức hình cũ. Và để mà làm được điều này thì tất nhiên là hàng ngày, hàng giờ mình đều phải là cập nhật cái cách nhìn mới của mình. Và Đức rút ra được sau mà rất là nhiều thời gian hoạt động trong cái lĩnh vực nhiếp ảnh này, đó là để mà tạo ra được cái hình ảnh mới thì mình cần có 4 yếu tố, đó là đối với cá nhân Đức thôi. Đó là thứ nhất, phải có một cái cuộc hội thoại với bản thân mình. Thứ hai là đôi mắt thì cần được phiêu du. Thứ ba là biến yếu điểm trở thành sức mạnh của mình. Và đôi khi thì chúng ta phải nhìn đời bằng nửa con mắt thôi. Vậy thì thứ nhất, hội thoại với bản thân là cái gì ạ? Hội thoại với bản thân, phần lớn các bạn trẻ đều dành rất nhiều thời gian vào cái một cái chuyện, đó là mình cứ thơ thẩn, xong mình cứ buồn, mình không biết tại sao mình buồn, đúng không ạ? Rồi xong rồi dành rất là nhiều thời gian để mà trả lời cho cái câu hỏi là mình là ai, tại sao mình đến cái cuộc đời này, mình phải làm cái gì, và tôi là ai. Đó là câu hỏi mà lớn nhất mà các bạn trẻ thường thường dành rất là nhiều thời gian đi tìm. Rồi các bạn trẻ thì thường thường sẽ rất là ngại sống thật với bản thân mình, sẽ rất là ái ngại khi mà nhìn thấy những cái ánh nhìn xung quanh, và quên mất rằng đó là cái cách nhìn của mình mới là thứ quan trọng. Và Đức tin rằng là mỗi một người, mỗi một cái cá thể thì đó là một cái vũ trụ quan rất là rộng lớn, và chỉ cần khai thác cái nội lực bên trong mình thì mình sẽ có một cách nhìn mới và hoàn toàn khác biệt so với tất cả mọi người. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải hiểu được là bản thân mình làm được cái gì, giỏi cái gì, yếu cái gì, vân vân và vân vân. Và Đức ngồi Đức list ra rất nhiều câu hỏi dành cho bản thân mình, và sau đó Đức dành hàng tháng, thậm chí là hàng năm để mà trả lời cho câu hỏi là mình muốn cái gì, mình làm được cái gì. Và sau đó thì tất cả những cái câu trả lời của Đức đã hình ảnh hóa nó và đưa đến một cái kết luận bản thân mình biết được là mình muốn cái gì, rồi sau rồi mình làm được cái gì. Cách nhìn với cái mong muốn, với những cái lo lắng của mình như vậy thì mình là một cái cá thể như thế nào, và cái cá thể đó có cách nhìn như thế nào. Ví dụ như là Đức hay đặt câu hỏi là nếu như mà mình có được một cái cơ hội
để mà hít thở thì mình sẽ ở đâu? Thì câu trả lời của Đức đó sẽ là chắc chắn là một nơi nào đó rất là gần với lại là thiên nhiên, có thể là cánh đồng cỏ, hoặc là có thể là bãi biển, hoặc là nói chung là cái gì cũng được, nhưng mà nó phải gần với thiên nhiên. Thế nên là những cái bức hình của Đức thường thường sẽ gắn liền với thiên nhiên, sẽ rất là, lúc nào cũng muốn thể hiện cái vẻ đẹp rất là thơ mộng của thiên nhiên. Và ví dụ là câu hỏi thứ hai đó là nếu như có một cơ hội để được ngắm nhìn một người thật lâu thì Đức sẽ ngắm nhìn ai? Câu trả lời của Đức đó là Đức sẽ ngắm nhìn một người bâng quơ bước qua đường. Bởi vì là trong cuộc sống của Đức hay có một cái cảm giác là khi mà mình đi xe xong rồi mình lướt ngang qua một người, mình thấy người đó đẹp lắm, sau đó mình đi chậm lại chậm để mình xem là liệu là người đó có đẹp thật sự hay không. Tất nhiên là cũng có những lúc thất vọng, rồi cũng có những lúc thì rất là hài lòng. Và thành ra là khi mà hình ảnh hóa cái câu trả lời đó thì tất cả những cái bức hình của Đức, nhân vật của Đức đều thường thường sẽ là quay mặt đi, hoặc là che mặt, hoặc là cúi mặt. Sau rồi chỉ có những cái bức hình cuối cùng thì nhân vật của Đức mới xuất hiện khuôn mặt thôi. Thành ra là nhiều người hơi ngại chụp hình với Đức, bởi vì là chụp xong không thấy mặt đâu hết á. Thì Đức muốn gửi cái sự tò mò cho người xem khi mà người ta lướt đến cùng để xem là nhân vật của mình như thế nào. Hoặc là nếu như mà câu hỏi là nếu như mà người khác cho Đức một cái outfit mà Đức cứ có thể là mặc cả đời, ngày nào cũng mặc, thì Đức sẽ mặc cái gì? Đức sẽ mặc những cái bộ đồ all black. Bởi vì Đức rất là thích một cái câu nói của designer Yoji Yamamoto khi mà ông ấy nói về màu đen. Tức là màu đen là cái màu trung tính nhất, và khi mà bạn mặc màu đen, điều đó có nghĩa là bạn không muốn làm phiền ai khác, và người khác xin cũng đừng làm phiền mình. Thành ra là những cái bức hình của Đức khi mà Đức chụp thì nó đều mang một cái tính là cá nhân, một cái gì đó rất là riêng. Và một cái rất là quan trọng đó là hình của Đức thường thường không có một cái ý nghĩa sâu sắc gì hết, và người xem người ta không cần phải đau đầu suy nghĩ xem là đây là cái gì. Người ta xem, người ta chỉ cần cảm nhận nó là rất là bình yên, rất là hạnh phúc, thì Đức đã mừng lắm rồi. Vậy thì nghe có bộ rất là dễ đúng không ạ? Thành ra là Đức mong là những bạn vẫn đang còn buồn, vẫn đang còn thơ thẩn, không biết mình là ai, thì có thể hôm nay các bạn về, các bạn list rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình và trả lời hết toàn bộ những câu hỏi đó, các bạn sẽ biết là các bạn là ai và cách nhìn của các bạn đối với cuộc sống này sẽ như thế nào. Yếu tố thứ hai đó là đôi mắt cần được phiêu du. Ở đây Đức nhớ một cái adapter rất là nổi tiếng tên là Diana Vreeland, không biết là có ai biết không. Diana Vreeland là adapter của tạp chí Harper's Bazaar, tạp chí Vogue của thế kỷ trước, và rất là nổi tiếng với cách nhìn mới. Khi mà người ta hỏi Diana Vreeland là làm sao để có thể trở thành được Diana Vreeland, thì bà ấy mới thở dài, xong bà mới nói là để mà có thể trở thành được Diana Vreeland thì bạn phải rất rất cố gắng sinh ra ở Paris. Câu trả lời này nó vừa nửa đùa nửa thật, bởi vì là mình không có cách nào mình chọn ba mẹ, mình cũng không có cách nào mình có thể chọn nơi mình sinh ra. Nhưng mà nếu như Diana Vreeland không sinh ra ở Paris thì bà ấy đã không chứng kiến một trong những cái thủ đô đầu tiên của kinh đô, tức là kinh đô thời trang đầu tiên, một trong những cái trung tâm của thế giới về văn hóa, chính trị, nơi mà tất cả mọi người tại thời điểm đó đều hướng đến và mong muốn có được một cái cuộc sống như vậy. Và một lần thì bà ấy nhìn thấy là Đức Vua và Hoàng Hậu được chở bởi những cái con tuấn mã. Và khi mà bà ấy nhìn thấy điều đó, trong khi tất cả mọi người đều ồ và đều mong muốn có một cái cuộc sống giống như là vua chúa, thì Diana Vreeland đã thấy rằng là cái cuộc đời của bà ấy phải giống như là những con ngựa, đúng hơn là giống như là những con ngựa đang chạy. Bởi vì là khi mà ngựa chạy thì nó sẽ có một cái mã lực rất là ghê gớm mà có thể là không có một con vật nào cũng so sánh được. Và ở đây thì Đức lại nhớ một cái triết lý của cái Phật giáo, đó là sống trong từng khoảnh khắc. Sống trong từng khoảnh khắc nghe nó cũng hơi dễ hình dung, nhưng thật ra đó là một cái triết lý rất là sâu mà Đức không thể nào Đức giải thích trong vòng vài phút được. Nhưng mà nôm na là như thế này, ví dụ như là hai người cùng đi trên một cái tuyến đường, cùng đi trên trong một cái cùng một cái khoảnh khắc, ví dụ có một cái lá nó rớt xuống, có một người sẽ thấy còn người khác sẽ không nhìn thấy. Đây không phải là tài quan sát, đây là nhìn thấy. Và Đức tin rằng là đôi khi là cái cuộc đời của mình nó muốn nhắn nhủ cho mình điều gì đó, và để mà thấy được cái điều đó thì mình phải cho cái con mắt của mình nó phiêu du. Thì
trong trường hợp là cái người thấy thì người ta thả hồn để cho mắt của người ta được phiêu du, còn cái người còn lại ấy, thì người ta ví dụ là đang bận tâm về một cái vấn đề khác và mắt của người ta không được phiêu du trong cái khoảnh khắc đó. Thì nói về trải nghiệm của bản thân mình trong cuộc đời của Đức, thì có một lần lúc mà Đức còn nhỏ thì có một, nói chung là có một cái vấn đề đó là Đức bị bóp cổ và rơi vào cái trạng thái vô thức. Sau khi rơi vào trạng thái vô thức thì Đức không thấy ánh sáng phía cuối con đường, không thấy ông bà gọi tên mình, không thấy ba mẹ nói con quay lại đi, đừng có tiến lại gần nữa, không thấy một cái gì giống như là trong phim. Mà cái thứ duy nhất mà Đức thấy đó là màu đen, chỉ có duy nhất là màu đen thôi. Và ngay từ lúc còn nhỏ, lúc còn rất là trẻ, thì Đức đã phát hiện ra rằng là cái thế giới vật chất này nó chỉ có một thôi. Thành ra là mình phải cố gắng trong cái thế giới vật chất này, chứ không phải là mình qua một cái thế giới thứ hai. Đức không biết là có thế giới thứ hai không, nhưng mà ngay trong cái khoảnh khắc này thì mình phải cố gắng. Và mình càng phải cố gắng để cho mắt của mình nó được nhìn thấy tất cả mọi thứ, kể cả những cái điều tốt, kể cả những cái điều xấu, và kể cả những cái điều mà không đáng để được nhìn thấy, nhưng mình vẫn phải cho mắt mình thấy. Yếu tố thứ ba đó là biến cái yếu điểm trở thành sức mạnh. Thì một lần ở Moscow thì Đức được vô tình học một cái nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng trên thế giới, đó là Saramun. Saramun thì xuất phát điểm là không phải là một nhiếp ảnh gia mà là một model. Thành ra là khi mà bà ấy đi chụp hình, bà ấy hoàn toàn không biết cách setup máy, và thành ra là những cái bức hình của bà ấy chụp đều bị blur hết, ao nét hết hoàn toàn. Tại thời điểm đó thì người ta không có hiểu cái này là cái gì hết, và bà ấy dành 20 năm trời để chụp một người và một cái váy. Sau đó thì 20 năm sau, bà ấy tự đặt cho mình câu hỏi là không biết là mình chụp một người với một cái váy hay là một cái váy với một người nữa. 20 năm sau, Saramun trở thành một trong những cái tên tuổi nổi tiếng nhất thế giới, và đến tận bây giờ bà ấy vẫn là một trong những cái nhiếp ảnh gia có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Liên hệ với bản thân mình thì sau khi mà mình đi học một cái khóa học về nhiếp ảnh thời trang, lúc đó mình rất là hừng hực, mình muốn đi về ngay để mà mình đi chụp một cái bộ hình thời trang, và mình phát hiện ra một vấn đề đó là mình không có tiền để chụp thời trang, mình không có tiền để mà mua đồ cho người mẫu, mình không có tiền để mà mướn stylist. Thì trong cái hoàn cảnh đó, mình đã quyết định là mình sẽ chụp hình bản thân, chụp hình nude. Thì khi mà mình chụp hình nude thì đây là cái bộ hình nude đầu tiên của mình. Không biết là hình khoai dưới 18 không? khi mà Đức chụp cái bộ hình này thì có rất là nhiều cái bình luận, có rất là nhiều người nhắn tin đó là trời cái này nó ghê, nó rất là ghê, đừng có chụp cái này nữa. Và đặc biệt đó là ba mẹ mình không có tin vào mình tại thời điểm đó, và mẹ mình thì nhắn tin nói là trời ơi con ơi con đừng có chụp cái này nữa, cái này nó ghê lắm, con mà về Việt Nam chụp cái này công an nó bắt. Sau một thời gian thì có một người ngỏ ý mua cái bức hình này với giá là 2.000 đô. 2.000 đô tại thời điểm đó nó rất là nhiều. Sau khi Đức bán được tấm hình này 2.000 đô xong, người ta chuyển khoản cho mẹ Đức, thì Đức nói là con mới bán được tấm hình. Mẹ nói con bán được tấm hình nào? Con bán được chính tấm hình này rồi mẹ. Xong rồi cái mẹ nói bố ấy hả, chụp thế con phải chụp thêm cái thể loại này. Và đó là cái cách mà mình biến cái yếu điểm của mình trở thành sức mạnh. Tất nhiên là không phải là mình có thể biến tất cả những cái yếu điểm của mình trở thành sức mạnh. Ví dụ là lười nhá, hoặc là tôi ngủ 15, 16 tiếng thì không biết là có cách nào để có thể biến thành sức mạnh hay không. Thành ra là sau cái cuộc hội thoại với bản thân mình thì mình cần biết được là cái yếu điểm của mình là cái gì, và liệu là cái yếu điểm đó mình có thể biến nó thành sức mạnh hay không. Rồi, và yếu tố thứ tư đó là đôi khi chúng ta phải nhìn đời bằng được con mắt. Cái này thì rất là dễ, đó là những cái gì mà khiến mình không vui, khiến mình cảm thấy buồn thì mình nên là nhìn nó bằng nửa con mắt thôi. Tức là nó có tồn tại nhưng mà mình đừng có xoáy sâu vào nó. Thì có một cái trải nghiệm như thế này, đó là khi mà Đức nhỏ, ngay từ nhỏ là Đức đã biết đặt mục tiêu cho bản thân mình rồi. Khi mà Đức trở về Việt Nam, lúc đó là 10 tuổi và Đức hoàn toàn không biết tiếng Việt, mình đặt mục tiêu là mình sẽ nói được tiếng Việt. Sau đó thì Đức nói được, nên là Đức mới đứng ngày hôm nay. Sau đó mình đặt mục tiêu
mục tiêu tiếp theo đó là khi mà mình trở về Nga thì mình lại quên sạch tiếng Nga, quên sạch luôn. Tức là đặt mục tiêu là Đức phải nói được tiếng Nga như người bản xứ trong vòng 2 năm. 2 năm sau thì Đức nói chuyện được như người bản xứ, không khác một cái gì hết. Mục tiêu tiếp theo đó là mình cần phải nổi tiếng ở Nga chẳng hạn. Thì lúc đó là cái trang mạng xã hội của Đức đã đạt đến cái lượt là 2 triệu view. Và mỗi một bức hình Đức đăng là phải có là tận 600-700 nghìn lượt xem. Sau đó thì mục tiêu tiếp theo đó là Đức quyết định là mình sẽ phải là thành tức là luật sư, rồi mình sẽ phải là tốt nghiệp luật, tốt nghiệp thạc sĩ luật với bằng xuất sắc. Thì Đức cũng hoàn thành được mục tiêu đó. Duy chỉ có một mục tiêu mà Đức không hoàn thành được, đó là ngay từ đầu mình cảm thấy là mình phải kiếm được rất nhiều tiền từ nhiếp ảnh. Nhưng mà toàn bộ cái tiền học phí, toàn bộ cái tiền học bổng của nhà nước mình đã tiêu hết cho nhiếp ảnh rồi, không còn tiền. Và thậm chí là ngày xưa Đức có cô người yêu với con mèo, thì hai đứa phải vớt hết toàn bộ tiền mới mua được thức ăn cho mèo. Xong rồi Đức quyết định là Đức mở to hai con mắt này, nhìn vào cái vấn đề này, nhìn vào cái khó khăn này. Đức quyết định là thôi, mình sẽ từ bỏ, không có theo nữa. Tiếng hết tiền rồi còn đâu mà theo nữa. Thì đúng vào lúc đó có một người book Đức chụp. Thì mình ngây thơ lắm, mình không có tiền mà người ta book mình, mình nói từ bỏ nhưng mà mình vẫn theo. Sau cái job này tính tiếp. Thì người ta book Đức là ở Moscow. Moscow thì Đức phải di chuyển là từ thành phố của mình đến Moscow là khoảng 2-3 tiếng. Thế đó Đức dậy 5 giờ sáng, 8 giờ người ta hẹn, 7 giờ Đức đến nơi rồi. Đến nơi ngây thơ lắm, không có mang tiền. Xong rồi mình nghĩ là mình chụp xong người ta sẽ trả tiền cho mình. Khách hàng 6 giờ chiều mới đến, là coi như là hồi mình chờ người ta vậy, mình không có tiền ăn luôn. Sau đó chiều đến chụp xong 11 giờ đêm, khách hàng nói một câu sững sờ: bọn tao là công ty ấy, nên là mày chờ kế toán 30 ngày nhá. Rồi ok, chờ kế toán 30 ngày. Thì lúc đó là Đức gần như là sụp đổ, bởi vì là mình không có tiền đi về nhà luôn mọi người. Thành ra là trong cái lúc đó thì có một cái anh ấy nói là anh ấy mới nhắn tin cho Đức, anh ấy nói là anh sẽ cho mình hóa ra. Thì Đức đến cái chỗ điểm hẹn, Đức điện thoại cho anh. Thì mà bên Nga là ví dụ là mình thành phố khác, mình chỉ cần nhấc điện thoại thôi, mình bấm, không cần biết là bên kia nghe hay không, mất điện. Xong rồi mình điện thoại cho anh thì không được, điện thoại anh hết pin, điện thoại mình hết tiền. Xong rồi anh đi kiếm cái cục sạc vòng thành phố, lúc đó là 12 giờ đêm. Xong rồi cuối cùng anh không điện thoại được cho mình, bởi điện thoại mình đã hết sạc tiền, không thể nghe được. Thành ra là lúc đó Đức đứng trong nghỉ của anh nói là nếu như mà bây giờ mình đứng ở đây mình chờ ảnh mà chờ lâu á, lúc là -30 độ thì mình cũng chết, mà nếu như mà mình đi bộ về thì mình cũng chết, bởi vì là lạnh quá mà cách tận 200 cây rồi. Xong rồi cái lúc là mình suy nghĩ, mình chờ đến 1 giờ sáng, mình ngước lên mình thấy Bác Hồ đang cười. Mình thấy Bác Hồ đang cười. Xong rồi mình ngước lên thì mình thấy là cái nơi mà mình đang đứng á, nó là đại lộ Hồ Chí Minh ở Moscow. Xong rồi cái tự nhiên cái mình nhìn qua, mình thấy ảnh đang đi vòng vòng ảnh kiếm mình, xong ảnh kiếm mình ra. Xong ảnh nói một câu chứ: ta biết ngay mà, cái bọn Việt Nam nó rất là thích Bác Hồ, nó mà đến đâu nó cũng sẽ đứng bên Bác Hồ thôi. Thế là ảnh cũng pick up được mình. Và nếu như mà cái lúc đó mà Đức từ bỏ nhiếp ảnh rồi thì có thể là Đức sẽ không bao giờ thấy được cái trải nghiệm đó. Và từ đó trở đi thì Đức dặn lòng là mình sẽ không bao giờ từ bỏ nhiếp ảnh hết. Đức tin là mỗi người sẽ có một cái câu chuyện của bản thân mình, và mỗi người đã ít nhất một lần trong đời muốn lấy cái bút để mà ghi những cái hồi ký về bản thân mình. Thì những câu chuyện của Đức nó đã giúp Đức có được cái cuộc sống ngày hôm nay, có được Đức ngày hôm nay. Và chia sẻ một tí về cái cách nhìn về sự thành công đối với Đức. Nếu như mà người ta hỏi bây giờ Đức hơn 30 rồi, Đức có cái gì, đã thành công chưa, trong tại đã làm được cái gì, thì Đức sẽ trả lời là hiện tại cuộc sống của Đức rất là vui. Đức có một cô vợ, Đức có một con chó, một con mèo đen, một con mèo trắng,
Và như vậy là quá đủ. Cảm ơn tất cả mọi người.